Hi, xin chào mọi người. Hôm nay thực đơn của mình thì mình chia sẻ với mọi người là một cái món ba chỉ lắc nộm theo kiểu Thái. Và để làm cái món ba chỉ lắc sở các bạn thì mình đã chuẩn bị các nguyên liệu từng gói như sau. Thì ở đây mình chuẩn bị hai miếng thịt ba chỉ này khoảng 400g ha. Rồi mình cần hai cái loại ớt, ớt chuông á, một ớt đỏ, một ớt vàng và ớt sừng không cay và một ít củ cà rốt, màu rí ha. Ở đây thì mình cần một cái xoài nò nhỏ ha, xoài này là xoài chua và một trái dưa leo, mấy cái ớt cay bình thường của mình ha. Và ở đây mình cần khoảng 4 trái tắc, 5 trái tắc ha, tắc chín ở ngoài các bạn. Thì để làm cái món này thì mình cần có rau húng lủi ha, ít rau húng lủi và rau răm đó. Thì các gia vị thì ở đây mình cần có sả, sả này thì để không mất thời gian các bạn xem thì mình đã sắt sẵn rồi ha, bào sẵn rồi. Và có tỏi mình cũng băm sẵn luôn, và đường, bột ngọt, tiêu và nước mắm ngon. Bây giờ trước tiên là chúng ta sẽ tiến hành, đầu tiên là chúng ta sẽ luộc cái thịt này nha. Thịt heo này các bạn, đầu tiên là mình luộc cái thịt heo này thì mình cần cho một muỗng muối vô đây nha các bạn. Rồi bây giờ mình thả cái thịt heo này vô đây luôn ha. Mình luộc cái chín ra ha. Cho nó chín đó các bạn thì mình sẽ sơ chế những cái nguyên liệu này ha. Trước tiên thì mình sẽ xử lý cái ớt chuông này, mà mình sẽ cắt cái ớt chuông này mỏng ra để mình trộn vô gỏi ha. Thì mình cũng cần phải bỏ một miếng muối vô cái nước ha, mình lấy cái thau mình bỏ tí xíu muối vô đây. Mình ngâm ớt chuông ở đây, thứ nhất là nó giữ được cái màu xanh, thứ hai nữa là nó giòn mà nó không cay nha. Rồi bây giờ là cái ớt chuông của chúng ta là nó sạch rồi, thì chúng ta chỉ cần lấy một phần thôi, cái này mình không lấy nhiều, mình mua một trái nhưng mà không lấy nhiều nha các bạn. Đấy. Mình lắc thật ra. Ở đây thì ớt chuông này thì mình sắc càng mỏng càng tốt nha các bạn. Ra sợi mỏng mỏng như vậy nè ha, mình ngâm nước muối. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ sử dụng xài. Xài thì mình cũng cắt cái miếng dày chút cho các bạn. Mình lựa cái xài mà nó già nha, không được non quá mà cũng không được. Rồi, ở đây xài thì mình cắt dày cho nó ngon các bạn ha. Cho nó giòn. Mình nói sắc nghề nè các bạn, cho nó giòn ha. Thì bây giờ tới cái phần dưa leo á, mình sắc làm tư và mình sắc như này các bạn, cho nó thơm nha. Đó. Rồi cái sắc về xong cái mình sắc sợi nhỏ như nè, ớt sừng không cay nha các bạn, nó hoàn toàn nó không có cay nhưng mà nó có vị the ngọt. Thì ớt này để mình trộn vô cho nó hấp dẫn ha. Đó, mình thắt nhà nè. Rồi đó, mình thắt nhà các bạn. Nguyên liệu rồi các bạn, thì ở đây mình cần ít rau răm. Rau răm mình cần lấy nhiều nhưng mình sử dụng ít thôi ha, không cần nhiều thì tùy. Thì ở đây rau răm á, để cho thơm chúng ta thắt nhuyễn nha. Nước á các bạn nó cũng khoảng được 15 phút rồi, bây giờ chúng ta sẽ xả lại bằng nước lạnh ha, rửa sạch bằng nước lạnh xong đó chúng ta bỏ vô cái ngăn mát của tủ lạnh nha các bạn. Rồi mình đó các bạn, mình đã luộc chín rồi ha các bạn ha. Luộc chín rồi thì bây giờ mình sẽ lấy ra mà dùng con dao hay là cái gì nhọn nhọn cũng được, chúng ta xăm cho đều hết ha. Đầu tiên là chúng ta xăm, chúng ta xăm cái da này nè nhiều lên đó, xăm cho đều lên ha, đặc biệt là da. Sẽ dùng một cái tắc ha, mình cắt ra, mình chà lên, chà đều lên ha, chà đều lên. Thì cái này mình làm xong mình sẽ chiên lại nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ dùng ít muối, mình thoa lại ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt nồi chiên. Cái chảo lên các bạn, mình cho ít đồ ăn vô. Chảo dính cho nên mình cũng cần cho vô ăn nhiều.
Bây giờ mình sẽ chiên cho cái phần thịt này nó vàng và nó cứng ha. Úp cái mặt da xuống nha các bạn. Về mặt da nè. Đó, các bạn úp cái mặt da. Rồi, bây giờ chúng ta nhỏ lửa thôi. Cánh chỗ trong khi chờ đợi mình chiên cho cái thịt nó vàng các bạn, bây giờ mình sẽ tạo một cái hỗn hợp để hoàn thành đổ vô mình lắc ha. Cái phần xả băm nè, xả bào này các bạn, mình đổ vô đây ha. Rồi mình cho hết cái phần một muỗng nước mắm này vô đây luôn, và chúng ta cho hai muỗng canh đậu ngọt thôi, chúng ta cho ít tiêu vô đây. Ở đây thì các bạn cho mình một ít tỏi băm. Tỏi băm mình không cần dùng hết á. Và đường thì chúng ta cho hết luôn nha. Chúng ta xài đường nhiều, tại vì nó có phần xoài chua các bạn. Cái là phần tắc ha. Hai cái tắc mình nặng ở đây trước nha. Nếu mà chút nữa nó cái chua nó không đủ chua thì mình nặng thêm, chứ mình đừng nặng quá nó chua cái là bắt đầu đỡ không kịp. Rồi các bạn, khi mình chiên cái thịt nó chín rồi đó các bạn, nó đầy đủ hết rồi ha, thì các nguyên liệu mình cũng chuẩn bị xong. Đây là thịt nè, thịt mình chiên nè các bạn thấy không, màu rất là đẹp, rất là vàng. Các bạn thấy cái da giòn sực sực ngon ha, là do mình lúc mình xử lý ban đầu á, cho nên mình chọn cái này nó rất ngon. Rồi để bắt đầu công đoạn cuối cùng là mình sẽ sắc nhỏ nhỏ cái cục nhỏ nhỏ của miếng thịt này ra, rồi bắt đầu mình trộn nha các bạn. Chuẩn bị xong các công đoạn rồi các bạn, thì mình bây giờ là thịt mình cũng đã cắt ra rồi, thì giờ mình chỉ cần đổi được cái thau sạch ha, rồi mình trộn ha. Trước tiên là mình ở đây thì mình có một cái muối tôm. Muối tôm thì anh chị nào đã mua hải sản bên Kim Hằng hay được tặng cái muối tôm này rồi thì là biết rồi ha. Mình rắc một ít muối tôm như đây. Rồi bây giờ là mình sẽ cái nước mắm hồi nãy mình làm các bạn, mình cho hết vô đây. Đặc biệt là mình cho nước mắm ít thôi nha, chủ yếu là mình cho xả đi ha. Rồi hết cái phần nộm này nè anh các bạn, mình trộn lên. Rồi xoài này trộn vô. Rồi mình cho hết cái phần muối còn lại luôn. Cái gỏi này thì cái nộm này là xào lách, cho nên là mình không có nặng chanh cái gì nha, chủ yếu là mình làm cái gỏi trong thôi. Rồi bây giờ mình bỏ cái này vô. Rồi chúng ta sẽ trộn đều lên. Ở đây cho thơm thì mình có hành phi ha. Hành phi này thì mình không hướng dẫn mọi người, tại vì cái này là cái cơ bản nhất để không tốn thời gian của mọi người. Đậu phộng nữa, cái này ai cũng biết rang rồi, cho nên là mình không làm. Cái này là thuộc dạng ba chỉ lắc nha các bạn ha. Đúng là ba chỉ lắc thì người ta suy nghĩ là sẽ bỏ vô cái gì đó để lắc lên ha, nhưng mà thôi mình bỏ cho tao, mình trộn lên cũng vậy, lắc lên cho đều gia vị, trộn lên cũng vậy. Rồi mình ăn thử miếng cái đã. Rất là đều, rất là ngon rồi các bạn ơi. Bây giờ để cho ngon thì mình cho một ít đường vô nha các bạn. Tại vì xoài đó là bản thân nó chua cho nên mình cho ít đường vô nha các bạn. Mình cho một muỗng ăn đường. Rồi như vậy là xong rồi các bạn ơi, giờ mình bắt đầu trình bày rồi nha. Rồi cuối cùng á mình cũng làm xong cái món này rồi ha các bạn ha. Thì mình để cận cảnh chút xíu cho các bạn coi nè. Đó, các bạn thấy không? Rất là tươi, rất là ngon ha. Thì ở đây mình có đậu phộng nè, có hành phi nè. Đó, mình quay cận cảnh cho mọi người coi ha. Xanh xanh đỏ đỏ rồi này kia rất là ngon. Các bạn hãy thấy cái clip này hay và ý nghĩa thì hãy cho mình một like, một share. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Các bạn hãy nhấn cái nút chuông ở bên phải cái đăng ký á, để nhận được những cái clip mới nhất của mình. Chúc các bạn thành công, chúc các bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc.